Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại Dinh Hoa Channel. Bây giờ mình đang đi nướng cá nhá. Suối đây là suối nằm béo nhá. Đây thả đi rồi nhá. Hất chạy ơi. Bây giờ mình phải đi bắt đầu đi nướng con này á. Người theo chân mình nướng được thì còn chuyện tiếp tục xem thế nào nhá. Đang nướng đây nhá. Con cá rất chín giờ mọi người ơi. Chưa chính mình chứ mình nói mình ăn nên đi ăn suối như thế nào mới ngon mọi người ạ. Đây là mọi người ngon chưa, rất là thơm nhá. Đấy. Đây nào ơi, ăn một miếng chiết thử xem. Đây Wow. Nóng hổi luôn nhá. Ngon. Chứ làm cấm chéo. Nhưng mà bên này hạt tiêu rác, hạt tiêu các kiểu ra là nó ngon rồi. Cả anh này đang làm cái chén cho một tí dùng bữa thì được cả chén rượu nhá. Cả uống chè rồi không ơi. Đi suối này khi có chén thì khi rừng ấy, cái gì mình uống ấy, thì phải dùng cái chén này để làm. Lúc trước người trên miền núi không có chén uống rượu thì mọi người già toàn lại cái chén này đi làm cái cốc để uống rượu thôi. Cái ly lúc đó các con sẵn lạc của các tỷ đi được rồi nhá mọi người nhá. Mọi người cùng mình thưởng thức chỗ này giờ này. Chén rượu của chúng mình như thế thôi mọi người. Nhìn như thế thôi đã phê rồi. Chén rượu to xanh nhá. Chọc tôi sao lại. Mật xoài hả? Cá chủ luôn này múa. Nhật chín nhỏ ấy. Ah.